Chào mừng các bạn đến với Rakia. Hôm nay chúng ta sẽ tạo một đoạn phim hoạt hình mang tên là Du hành vũ trụ. Ở đây một hành tinh sẽ di chuyển xung quanh mặt trời. Chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé. Các bạn ấn vào dấu cộng này để tạo dự án mới. Chúng ta không cần nhân vật này, các bạn hãy xóa nó đi. Bây giờ chúng ta cần tạo một nhân vật. Đầu tiên là mặt trời. Tiếp theo đó, các bạn chọn một hành tinh bất kỳ mà các bạn muốn. Ở đây mình sẽ chọn là trái đất. Các bạn sử dụng công cụ cọ vẽ. Sử dụng công cụ di chuyển trái đất lên phía góc trên bên tay phải. Tiếp theo đó, sử dụng công cụ nét vẽ. Các bạn vẽ một hình tròn. Sử dụng công cụ di chuyển để di chuyển nó ở phía dưới cùng. Dưới cùng của bên tay trái của hình nền. Sau đó các bạn ấn dấu tích. Quá trình chuẩn bị đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình. Ở mặt trời các bạn sẽ lập trình như sau. Đầu tiên là thẻ lá cờ màu xanh. Tiếp đó là thẻ tùy chỉnh tốc độ. Mình sẽ chỉnh tốc độ mặt trời di chuyển là chậm nhất. Tiếp đó là thẻ xoay từ trái sang phải. Cuối cùng là thẻ lặp lại mãi mãi. Với câu lệnh này, mặt trời sẽ tự xoay quanh nó từ trái sang phải. Tiếp đó là trái đất. Chúng ta sẽ lập lệnh trình với câu lệnh như sau. Đầu tiên là lá cờ màu xanh. Tiếp đó là xoay tròn từ phải sang trái. Cuối cùng là lặp lại mãi mãi. Chúng ta sẽ dùng lá cờ màu xanh, ấn vào lá cờ màu xanh này để kiểm tra xem đã đúng, trái đất đã xoay xung quanh mặt trời đúng chưa. Tiếp đó các bạn chọn hình nền. Chọn hình nền vũ trụ. Bây giờ chúng ta cùng xem sản phẩm các bạn nhé.